chai nhựa, đồ dùng cá nhân hay là rác từ đồ ăn uống tại các bãi biển, điểm đến là hình ảnh thường thấy khi đi du lịch. Theo chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc năm 2018, thì Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều nhất thế giới, với khối lượng rác thải nhựa ra biển là từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển, đứng thứ tư trên 20 quốc gia cao nhất. Trung bình mỗi khách du lịch thải ra môi trường từ 5 đến 10 túi ni lông một ngày, 2 đến 4 vỏ chai nhựa, hộp sữa một ngày, chưa kể đến các sản phẩm vật dụng cá nhân làm bằng nhựa dùng một lần. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa tại các khu du lịch, không chỉ là nỗi ám ảnh của người dân địa phương mà còn là ấn tượng xấu cho mắt du khách. Trên các hòn đảo, chợ cá luôn là nơi nhộn nhịp nhất vào mỗi sáng sớm. Các hoạt động mua, bán diễn ra rất nhanh, nhưng không tránh khỏi việc sử dụng lượng lớn túi ni lông. Hình ảnh được ghi lại tại thời điểm cách đây hơn một năm. Được cỡ 50kg, 70kg, vậy đó. Có bữa thì lên đến tạ. Thế thì cái lượng túi ni lông mà anh phải sử dụng để gói cá như thế này có nhiều không ạ? Ngày thường thường gói hết nửa ký. Bãi biển hay bến neo đậu tàu thuyền đều là những nơi có nhiều rác, túi ni lông. Nhân họ không có tí thức đó, họ đó bằng đêm bằng hai hôm đó. Rác như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của mình không? Họ có ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nữa chứ. Ở Lý Sơn, ngoài rác thải trên bờ do các hoạt động ngư nghiệp và một phần rác nông nghiệp thải ra, những cơn sóng đưa vào, đảo lại thêm rác. Gia đình anh Bùi Huệ đã sinh sống 3 đời trên đảo bé Lý Sơn. Anh chứng kiến rác đến từ biển mỗi năm. Rác thải thì các người Thái Bình Dương, cái mùa bố lột ấy, thì nó tấp cho đây rất là nhiều. Hồ Than Thở, điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt hơn 6 tháng trước đã phải đóng cửa do rác thải. Thác Cam Ly chưa đến mức phải đóng cửa ngừng hoạt động, nhưng du khách không hài lòng bởi dòng nước bị ô nhiễm. Mọi thứ đều, cảnh quan đều đẹp, nhưng mà chỉ có là cái nguồn nước đó, nó rác này kia, nó chưa có xử lý hết nên là nguồn nước nó không có được trong. Ở đây là cái nguồn nước thải là không kịp đi lên trên cái hồ lắng, nên là bị như khách lên nhiều thì nước thải nó ra nhiều. Dù là những điểm du lịch hấp dẫn nhất, nhưng nếu môi trường không được đảm bảo, khó giữ khách ở lại và trở lại. Trang phục tôi đang mặc được tái chế hoàn toàn từ rác vải bỏ đi. Quý vị thấy như thế nào ạ? Tôi thì thấy rất là thời trang và thoải mái khi mặc nó. Rác thải nhựa thì cũng là loại rác thải có thể tái chế được. Nếu như nó chấm dứt vòng đời ngoài môi trường thì túi ni lông, cốc nhựa, ống hút chỉ sau ít phút sử dụng bị vứt bỏ sẽ phải mất từ 400 đến 1.000 năm mới có thể phân hủy. Sự tăng trưởng cao lượng khách du lịch và xu hướng du lịch đại trà đã xả thải lượng lớn chất thải, trong đó thì có rác thải nhựa. Nhiều khu du lịch đã và đang phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Như Vịnh Hạ Long trung bình là 4 tấn rác thải một ngày đêm, Đà Nẵng là 1.100 tấn rác thải một ngày đêm, trong đó rác thải nhựa chiếm 17%. Phú Quốc là 155 tấn rác thải một ngày đêm, rác thải nhựa chiếm 19%. Trước thực trạng rác thải nhựa làm giảm chất lượng hoặc là mất đi các sản phẩm du lịch biển đảo, làm suy giảm lượng khách, thiệt hại về kinh tế du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP đã khởi động dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch. Làng chài Tân Thành, điểm du lịch mới của Hội An. Địa điểm này không chỉ thu hút du khách bởi phong cảnh, kiến trúc, sự thanh mát, mà còn bởi một mô hình độc đáo có một không hai. Cơ sở phục hồi tài nguyên, kết cấu hoàn toàn được làm từ ván ép rác nhựa. Đây là nơi du khách có thể để lại rác được phân loại đúng nghĩa là tài nguyên. Phát triển du lịch không rác nhựa là thương hiệu mà Quảng Nam đang nỗ lực xây dựng. Chúng ta nói việc rác thải nhựa hay nói điều gì du lịch xanh, nó rất là vĩ mô, nó lớn, một đường rất là dài. Nhưng ta cần làm những cái việc rất là nhỏ, từ những bước nhỏ, những bước nhỏ nó làm thật sự bằng cách cả những cái tâm huyết mình vào đó, thì cái việc lan tỏa nó sẽ rất là nhanh trong tương lai. Tương lai ấy sẽ đến gần nếu như có sự vào cuộc một cách bài bản. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang vào cuộc cùng các nhà khoa học để giúp ngành du lịch có những bước dịch chuyển nhanh chóng trong cuộc chiến chống rác thải nhựa.
Ngay từ bây giờ thì cần phải triển khai ngay cái việc mà thực hiện áp dụng các phương thức là tăng trưởng xanh trong hoạt động du lịch, để đặc biệt là chú trọng tới cái vấn đề xây dựng hệ thống xử lý nước thải chất thải, đặc biệt là cái rác thải nhựa. Chỗ là chúng ta sẽ xây dựng được các cái quy chế, các cái cách tiến hành làm sao để có thể đảm bảo giảm cái rác thải nhựa ngay trong lĩnh vực hoạt động du lịch, như là vấn đề đối với các cơ sở lưu trú, đối với các tour du lịch hay các cơ sở dịch vụ du lịch thì vấn đề hạn chế sử dụng rác thải nhựa như thế nào và tiến tới là nói không với rác thải nhựa ở trong từng khâu một trong lĩnh vực du lịch. Và chúng tôi tin là sau cái dự án này sẽ ban hành được một cái chính sách. Việc đó nếu như mà chính phủ có thể ban hành được thì tốt nhất, còn nếu không thì các doanh nghiệp du lịch là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng sẽ cam kết thực hiện những cái chương trình giảm thải ở mức độ cao nhất rác thải nhựa. Và như vậy chúng ta sẽ có một bước chuyển biến mạnh mẽ về rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Năm 2025, toàn ngành du lịch sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa một lần. Thời gian để giải quyết còn rất ít, trong khi lượng rác nhựa mỗi năm của Việt Nam lên tới hơn 3 triệu tấn. Bởi vậy, mọi cam kết đều phải thực hiện ngay từ ngày hôm nay. Trong chỉ số năng lực phát triển du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2021, Việt Nam có 4 chỉ số bị xếp hạng thấp nhất, trong đó có chỉ số y tế và vệ sinh và chỉ số bền vững về môi trường. Môi trường tại các điểm du lịch luôn là vấn đề nóng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương, đồng thời cũng là một trong những lý do khiến cho khách du lịch một đi không trở lại. Vì vậy, triển khai dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam là việc vô cùng quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ngành du lịch trong bảo vệ môi trường. Bởi đối tượng hướng đến của dự án chính là những người kinh doanh du lịch và cả du khách. Lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần đã và đang có hiệu lực tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Bởi hiện trạng rác thải nhựa không còn là vấn đề của riêng quốc gia nào mà là vấn đề toàn cầu. Xu hướng du lịch không rác thải nhựa tại một số quốc gia trên thế giới sẽ là câu chuyện kết thúc chương trình du lịch Việt Nam hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào 9:05 sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Tôi có một giấc mơ xanh. Giảm thiểu nhựa, một bước đi nhỏ của một người, một bước nhảy vọt của nhân loại. Những khẩu hiệu xuất hiện tại khu trượt tuyết Pezzo 3000 ở Trentino trên dãy Alper. Đây là khu trượt tuyết đầu tiên ở Italia cấm đổ nhựa dùng một lần. Những tấm thẻ vào cửa bằng nhựa đổi thành vé giấy. Trong các nhà hàng của khu trượt tuyết, không còn bóng dáng những chiếc cốc, thìa hay ống hút nhựa. Sáng kiến nhận được sự ủng hộ của đông đảo du khách. Tôi nghĩ điều này rất tuyệt vời vì tác động của biến đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường đã khiến mùa đông ở nhiều nơi trở nên ấm hơn và chúng tôi chẳng được thấy tuyết nữa. Chúng tôi phải đến Alper để trượt tuyết và tôi rất vui khi thấy ở đây người ta làm điều này. Với lượng khách trước đại dịch đạt gần 140.000 người mỗi mùa đông, sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp khu trượt tuyết loại bỏ một lượng lớn rác thải nhựa. Còn tại đảo Sip, một trong những thiên đường du lịch biển của Nam Âu, đã có những bãi biển được công nhận là hoàn toàn không có nhựa. Ví dụ như bãi biển Aia Chiada, đồ nhựa dùng một lần bị cấm trên bãi biển và cả trong các quầy hay nhà hàng ven biển. Chúng tôi đã giảm được số lượng nhựa dùng một lần tương đương trọng lượng của 23 máy bay Boeing 737 tới trọng lượng của hàng nghìn chiếc máy bay. Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, ngành du lịch của Sip đang dần khởi sắc, nỗ lực trở thành điểm đến tôn trọng môi trường bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa, giúp nơi đây thu hút thêm nhiều du khách.